Hóng dưa si biết ngày hôm nay, Triều Lệ Dĩnh vừa nhất bát đồng loạt nhận tin vui. Những tin đồn về giới sâu biết hôm nay liên quan tới Đặng Luân, Cung Tuấn, Dịch Dương Thiên Tỷ, Dương Mịch, Triều Lệ Dĩnh vừa nhất bát. Một, Dương Mịch và Hứa Khải sẽ có bìa tạp chí chung để quảng bá phim Định Luật Tình Yêu 80/20. Bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 1 năm 2022. Hai, Cung Tuấn từ sau khi nổi, tương đối cẩn thận, chọn bản diện hầu hết là thanh y, đoàn đội rất có mắt chọn kịch bản. 3. Thưởng thực của Hứa Khải và Ngô Cận Ngôn sẽ tiếp sóng Tiểu Mận Gia phát sóng. 4. Dương Tử và Trần Tinh Húc sẽ đóng chính trong Kiều Tàng. 5. Đặng Luân hiện tại không muốn diễn phim cổ trang nữa, đặc biệt là cổ trang đầy nữ chủ sẽ không suy xét đến. 6. Hiện tại các thần tượng đều không muốn bị gắn cái mác idol nữa. 7. Hoàn Châu Cách Cách đang tuyển diễn viên chuẩn bị quay phần mới. 8. Hiện tại có rất nhiều trang web video muốn tìm Địch Lệ Nhiệt Ba ký hiệp ước. 9. Đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021 sẽ có sự tham gia của những ngôi sao đình đám như Dương Mịch, vừa nhất Triều Lệ Dĩnh, Cung Tuấn, Dương Tử, Vương Nguyên, Tống Thiến. 10. Dương Tử xác định quay bổ sung Thanh Trâm Hành, bên đầu tư đã nói chuyện với Dương Tử. Quay bù có một số chỗ tốt chính là sẽ sửa kịch bản thành đại nữ chủ. 11. Băng Vũ Hỏa do Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đóng chính sẽ lên sóng quý 1 năm 2022. 12. Triều Lệ Dĩnh quan hệ với Trương Bích Thần rất tốt. Thường xuyên hẹn gặp, nàng còn mua rất nhiều quà tặng cho con gái Trương Bích Thần. 13. Triều Lệ Dĩnh muốn dựa vào hạnh phúc đến vạn gia giành lấy nữ chính Bạc Ngọc Lan năm sau. 14. Kim Thần ngoài đời còn gầy hơn trên màn ảnh nữa. Cô ấy thực sự có cơ bắp, có cả cơ bụng, nhưng đoàn đội vẫn đang thúc giục cô ấy tăng cân. 15. Món dưa cuối năm chỉ có Sina là vui nhất, ngoài KPI vượt chỉ tiêu, còn được thêm một số tiền lớn nhờ vào việc an bài giữa các tổ chức với nhau. 16. Vương Gia Nhị thật sự rất chiều fan, Noel năm nay cậu ấy còn gửi quà đến fan hâm mộ mà không báo trước. 17. Mặc dù trước các nhà đầu tư chỉ định, nhưng bản thân Dịch Dương Thiên Tỷ không muốn diễn phim thời chiến nữa bởi vì thực sự rất cực khổ. 18. Trương Tự Phong có một vài tài khoản phụ. Hễ có thời gian rảnh, cô bé sẽ ghé thăm các đại lý ô tô, chị xem chứ không mua. 19. Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành bây giờ hợp tác rất sòng phẳng, căn bản chỉ là làm việc theo hợp đồng mà thôi. 20. Bên Dân Thám đang tiếp xúc với phía Bạch Kính Đình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.